Gọi đi. Mẹ ơi, Rồi. ba vẫn yêu mẹ. Con đi hỏi chưa? Con nói. Ba nói như nào? Con hỏi như nào? Ba nói là... Con trước tiên là con hỏi như nào mà ba trả lời như nào? Con bảo là... Là ba... Ba có yêu mẹ không? Thế á? Xong rồi, ba bảo là có. Thế á? Béo vẫn yêu á? Già dạ. Vẫn yêu á? Dạ. Thế á? Thế bây giờ Ún có yêu không? Có. Tại sao lại yêu mẹ? Tại vì mẹ là mẹ của con. Đúng chứ. Thế sau này lấy vợ thì yêu vợ hơn à? Đúng không? Không, con yêu cả mẹ luôn. Thế á? Con yêu cả vợ, yêu cả mẹ luôn. Thế đúng rồi. Tại vì mẹ già rồi phải thương chứ. Đúng rồi. Thế sau này con đi làm có nhiều tiền con có cho mẹ không? Có. Cho nhiều không? Con cho mẹ 100 tỷ đồng. Thế á? À, ui dồi, 100 tỷ đồng thì xây cái nhà biệt thự luôn. Mẹ chỉ cần một cái nhà đẹp đẹp thôi, như nhà ông Sửu này. Xong là một cái vườn rau thật to, một cái chuồng gà thật... giá 1 tỷ nhá. Ừ, nhà 1 tỷ cũng được rồi. Nhưng mà phải là mua cho mẹ cái vườn rau to nhá, để mẹ trồng rau nhá. Không, không cần mua đâu con. Con làm gì? Đau hết cái cà, rau hết cái cà luôn. Hả? Nào con, dùng cuốc đào cho mẹ một cái vườn siêu to khổng lồ. Thế hả? Siêu to luôn. To... 14 km. Thế hả? 14 km thì chắc là không làm nổi đâu. Mẹ lúc đấy mẹ già rồi, sao làm được rộng thế ta? Dài thì 10 cm. 10 cm thì nhỏ xíu như này. 11 cm nhỏ như này thôi. Phải là 1 ha. 1 ha. À, 1 ha. 1 ha là bằng cái vườn của nhà ông Sửu á. Ok, mẹ trồng rau rồi mẹ nuôi cá, nuôi gà cho Ún ăn nhá. Xong là Ún lấy vợ, xong Ún sinh con, xong là mẹ trông con cho Ún để Ún với vợ Ún đi làm nhá. Thế sau này Ún làm nghề gì? Trông con cẩn thận vào, đừng để cho nó khóc. Thế á? Nếu mà con, nếu mà thằng bé trai nó làm đau, đau, đau em thì bà lấy do ra. Bà làm sao? Bà pít đi à? Dạ. Nhưng mà sau này con đi làm, con làm nghề gì? Con làm alumin. Ủa, làm công ty mẹ luôn á? Dạ. Thôi đừng làm công ty mẹ. Đăng ký luôn. Công ty mẹ khổ lắm. Công ty mẹ phải thức thức đêm á. Con làm nghề khác đi mới nhiều tiền. Xây dựng. Làm xây dựng á. Làm ông chủ thôi chứ đừng có đi xây. Xây khổ lắm, phơi nắng, mệt lắm. Con phải làm giám đốc hoặc là làm... Mẹ thấy Phúc làm... À, chủ tịch. À làm chủ tịch à? Dạ. Chủ tịch giàu lắm. Được.